Vâng, xin mến chào tất cả của một con bác, chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại kênh thông tin về Thiện Dubai TV. Thì mọi người có hóng tới ngày 25 tháng 11 không ạ? Thì sau một cái quãng thời gian phải nói gọi là chờ đợi, thì cuối cùng là luật sư Thơm cũng như là luật sư Ngọc Nữ đại diện cho gia đình bị hại cũng đã có một cái bài phát biểu tới các nhà báo, đó là chúng ta sẽ đòi lại công bằng. Thì vừa rồi ấy mọi người, mọi người phải để ý là vừa rồi nha, cái kênh của em bây giờ là bị đánh đập rất là mạnh mẽ từ bên phía cái lũ ác quỷ chúng nó. Thì vừa rồi mọi người chú ý cái vấn đề này nè, là trên các hội nhóm, các trang báo, các báo đài, quần chúng nhân dân, các báo thanh niên cho báo tuổi trẻ bây giờ là dần dần là đang bị gỡ bài rồi đó. Và một trong số đó là đặc biệt là những cái trang nhóm ở Facebook ấy. Và có một số cái thành phần gọi là cái thành phần phải nói là em xin dùng một cái từ gọi là cặn bã của xã hội đó. Cặn bã của xã hội luôn. Tại vì sao? Tại vì chúng nó dùng những cái nick ảo đó để comment cũng như là bình luận vào những cái gọi là những cái câu từ, nói chung là nhằm vào cái mục đích là để bảo vệ hàng thái và cái con trang này đó, bảo vệ hai cái lũ con ác quỷ đó. Tại vì những cái bài viết nào mà nhằm cái mục đích là để nhằm cái mục đích mà để nói sao nhỉ, để tẩy chay chị Hạnh á đó, tẩy chay chị Hạnh cũng như là nhằm cái mục đích để xua tan cái vụ án này và nói giúp cho hàng thái. Chúng nó nói rằng có cái vụ án nói đi nói lại đó, và chúng nó đổ thừa tội lỗi cho chị Hạnh của chúng ta đó. Thì bây giờ là những cái ai mà đăng những cái bài này á, thì chắc chắn là bên phía gia đình nhà hàng thái nói rồi đó. Và những cái nhóm này á, em nói thật mà, những cái thành phần xã hội này là phải cấm, phải chặn ngay, không cho vô nhóm nha. Nhóm của chúng ta là lên tiếng đòi lại công bằng cho con em chúng ta, lên tiếng đòi lại công bằng cho người đã mất đó, là 8 tuổi đó, là vợ A 8 tuổi nha cô chú anh chị. Mọi người đừng quên, chúng ta có hẹn trong ngày 25 tháng 11 này nha, là ngày xét xử cuối cùng, cũng như là bao nhiêu công sức mà tất cả chúng ta dồn nén từ trước bao lâu nay đó, chịu nắng chịu mưa rồi lặn lội tới chung cư, cũng như lặn lội tới bệnh viện, lặn lội đi tìm chứng cứ hàng đêm đó. Thì cuối cùng chúng ta cũng đã sắp tới ngày này, chỉ còn 3 ngày nữa thôi quý cô chú chị ạ, 3 ngày nữa thôi. Thì quý cô chú chị nào, ai mà chưa đăng ký kênh cũng như là theo dõi về cái vụ án này, thì mọi người có thể là đăng ký kênh và like ủng hộ em. Tại vì sắp tới là em sẽ phát trực tiếp trên chính cái kênh này để có thể là kêu gọi cộng đồng của chúng ta đó, sẽ gặp nhau để có những cái cuộc trò chuyện cùng nhau, trò chuyện cùng nhau là lên là gọi sao, đặt ngày tử, hẹn cái ngày tử. Tại vì ngày 25 tháng 11 này là chúng ta sẽ biết là khi nào con trang con tiểu tam này nó tử hình, cũng như thằng thái môn lề thằng thái môn lề này sẽ phải chám chúng nó đó. Thật sự là em rất là bức xúc là cho tới tận giờ phút bây giờ mà chúng nó vẫn chi tiền để thuê rất là nhiều luật sư. Và em không biết là có bao nhiêu luật sư nhận tiền trong cái vụ này hay không, nhưng mà sắp tới là em chỉ biết là có rất là nhiều luật sư để bảo vệ hai bên gia đình nhà chúng nó, cũng như là tất cả chúng nó sẽ cùng nhau dồn nén chèn ép chị là mẹ ruột của cháu đó. Mẹ ruột của cháu sẽ là rất là ít người để có thể là vào thăm. Tuy đây là một cái vụ án xét xử công khai, nhưng mà chúng ta phải chú ý vấn đề là như cái phiên tòa vừa rồi là xét xử công khai kiểu gì mà lại đứng ở ngoài để xem, thì rất có thể là cái vụ án sắp tới cũng sẽ như vậy. Cái phiên tòa mở sắp tới em nghĩ là cũng tương tự như vậy, là chúng ta sẽ đứng ở ngoài, và những cái người nhân vật quan trọng á, là chị Hạnh là người chân yếu tay mềm, thì sao mà có thể là đấu lại chúng nó, đúng không ạ? Cho nên là em xin khẩn cầu tất cả các bà con bác, những con người nào mà đã theo cái vụ này từ cái hồi
tháng 12 năm ngoái, là gần một năm trời rồi. Đã, hôm nay là ngày sắp bước tới là ngày xét xử rồi. Đó, thì hy vọng là chúng ta đã đi tới bước này rồi. Hy vọng mọi người, ai mà ở Sài Gòn thì xin mọi người sẽ có mặt trong cái phiên tòa ngày hôm đó từ rất là sớm giúp em. Chúng ta sẽ có cuộc trò chuyện và chuẩn bị cho công tác là lên một cái bức án tử cho chúng nó. Đó, và những cái thành phần mà chạm đáy xã hội á, cái thành phần đáy xã hội mà chúng nó luôn lên tiếng để bênh vực hai bên gia đình nhà chúng nó. Đó, đặc biệt là những cái kẻ mà comment chửi bới á, thì chúng ta phải tẩy chay ngay. Phải tẩy chay và block chúng nó ngay nha cô chú anh chị. À, chúng ta sắp bước tới ngày xét xử rồi. Và chỉ còn 3 ngày nữa thôi. Và hôm nay là ngày thứ 2 thì em sẽ gặp với cô chú anh chị ngày thứ 5 để phát sóng trực tiếp trước cộng tòa cho tất cả cô chú anh chị bà con, những ai mà không thể tới được, những ai mà vùng sâu vùng xa thì mọi người có thể là ở nhà và xem. Cho nên là mọi người hãy cứ là yên tâm nha. Và sắp tới địa điểm thời gian xét xử là đã được công bố rồi nha cô chú chị. Thật sự em rất là bức xúc là chúng nó vẫn là dùng đủ những cái biện pháp để mà bao che, tới giờ này mà vẫn còn chạy tội được thì em không biết là chúng nó đã dùng bao nhiêu tiền để mà mua chuộc cũng như là để mà tạo những cái bằng chứng giả để cứu lấy cái con tiểu tam và môn lệ bố. Nè, môn lệ bố. Thật sự là cái cân của em bây giờ nó sập thật rồi mọi người. Bị chúng nó đánh đập sập hết rồi. Và bây giờ là em phải lên đây khẩn cầu tất cả quý cô chú anh chị tương tác mạnh mẽ giúp em, cho cân của em tương tác. Và khi mà em phát trực tiếp thì rất là nhiều người có thể là xem, có thể là xem chứng kiến trực tiếp luôn. Đó, thì mọi người hãy cứ là yên tâm nha cô chú anh chị. Đó, và những ai có thắc mắc gì về cái phiên tòa sắp tới thì mọi người hãy comment phía dưới nha. Và em nói thật mọi người, mẹ của cháu đau khổ lắm. Mẹ của cháu bây giờ là đau khổ hàng đêm nhớ con ra riết. Đó, thế cho nên là những ai mà đã quyết tâm theo cái vụ này thì em xin khẩn cầu tất cả mọi người là theo tới cùng giúp em nha mọi người, theo tới cùng. Sự cho tới giờ phút bây giờ để mà chúng ta có một cái phiên tòa xét xử như này rất là khó. Đó, chúng ta phải chờ đợi cả năm trời chưa thấy hồi kết, chưa thấy được công bằng cho cháu. Thì bây giờ chúng ta là có cái cơ hội là ngày 25 tháng 11 sắp tới. Thì em cũng là xin khẩn cầu tất cả mọi người chiến đấu hết mình trong cái ngày hôm đó giúp em. Đó, và em xin chân thành cảm ơn và cảm kích. Và mọi người chính là động lực để mà em có thể là tiếp bước, để mà em có thể là chiến đấu hết mình. Đó, chiến đấu tới phút cuối cùng luôn. Đó, thì em xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã cho em cái động lực để có thể là góp phần tạo nên một cái xã hội gọi là không bạo hành trẻ em nha cô chú chị. Và nhân dịp đây thôi thì em cũng xin là chút lên cái nỗi lòng của mình. Và trong cái quãng thời gian mà em thắp nhang cho cháu á, thắp nhang cho cháu mà cháu ra đi ăn uống trong căn phòng đó thì em đã thắp nhang cho thay mặt đại diện tất cả mọi người đã thắp nhang cho cháu bé rồi. Đó, và bây giờ chúng ta chỉ đợi cái phiên tòa xét xử thôi. Thì kính mong tất cả mọi người hãy là cố gắng theo dõi, cố gắng là chiến đấu, tại vì chúng ta sẽ là gặp nhau trong cái phiên tòa xét xử lần cuối. Và sẽ có rất là nhiều cái câu chuyện cũng như là những cái con người sẽ đến từ rất sớm từ khắp mọi miền trên tổ quốc này để cùng nhau là góp vào một cái tiếng nói là sắp đặt, gọi là cái ngày phán xét đó mọi người, ngày phán xét cuối cùng, đặt cửa tử cho cái cặp đôi đó luôn. Đó, đặt cửa tử luôn, không có cái hàng cha cũng như là cái bà mẹ tiểu tam nào mà lại làm vậy với con của mình cả. Đó, mọi người cùng nhau chiến đấu hết mình giúp em, cùng nhau chơi khô máu cho nó luôn nha cô chú chị.
Thì xin kính chào và hẹn lại tất cả mọi người trong video tiếp sau, và cùng nhau đòi lại công bằng nha cô chú chị. Xin chào và hẹn lại tất cả mọi người trong video tiếp theo.